John and Partners. Dạ xin chào các anh chị ạ. Dạ xin chào anh Trung. Cái buổi ngày hôm nay chúng ta sẽ nói và là một cái buổi AMA thì mình cũng sẽ trao đổi một chút xíu về cái chứng chỉ về Green Belt và Black Belt của Lean Six Sigma. Rất là vui khi hôm nay có thể nói chuyện cùng với anh Trung trong buổi ngày hôm nay. Thì thật sự nhìn thấy Trung hiện tại đang cũng là CEO của Trump Partner, đồng thời là chuyên gia về OE, chuyên gia về tài chính, đã từng hợp tác với rất là nhiều công ty lớn và các tập đoàn tại Việt Nam. Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. À, xin chào tất cả mọi người ha. Rất là vui khi được gặp lại mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ có một buổi AMA. Bạn hy vọng là chúng ta sẽ nhận được nhiều câu hỏi từ các anh chị. Thì chương trình AMA là chương trình Ask Me Anything. Và cũng hy vọng là dưới góc nhìn của Trung về Lean Six Sigma thì mọi người cũng có thể có được một số cái góc nhìn nó khác một chút. Tại vì Trung thì background có thể rất là giống mọi người đây, là background học về tài chính, kinh tế, rồi đi làm ngân hàng này nọ. Thì học Lean Sigma này nó có ăn nhầm gì hay không, nó có dính gì tới sản xuất hay không, các đồng chí ngân hàng học làm gì, thì nếu mọi người có thắc mắc mọi người có thể đặt câu hỏi. Rồi nhường lại cho bạn Diễm. Xin cảm ơn anh ạ. Thì để cái buổi hôm nay có thể nói chuyện với anh thì em còn có chuẩn bị trước một số câu hỏi cũng như là những cái thắc mắc trong cái quá trình mà em làm việc với các khách hàng của mình á. Thì hy vọng là trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì cũng phải thay lời cái khách hàng để mà có thể trao đổi cùng anh Trung và được nhận được những cái giải đáp từ anh Trung để các khách hàng của em có thể hiểu rõ hơn về cái những cái cụm từ cũng như là những cái nội dung về Lean Six Sigma. Dạ vâng, sắp tới thì ở mỗi năm mỗi lần thì ASQ thường tổ chức chương trình hội thảo. Trong cái năm nay thì thường mỗi năm như vậy đều có những cái chủ đề chính, những cái chủ đề về gọi là những chủ đề key trong chương trình. Thì và một cái chủ đề trong cái chương trình năm nay của ASQ là về ESG. Thì cũng rất là nhiều các anh chị khách hàng cũng chưa có hiểu rõ thì cụm từ ESG này có nghĩa là gì. Thì trong cái buổi ngày hôm nay thì nhờ anh Trung có thể nói rõ hơn về cái cụm từ này và vì sao nó lại liên quan đến Lean Six Sigma và liên quan như thế nào ạ? Thì năm nay chủ đề của ASQ thì cũng khá nhiều chủ đề. Họ vẫn quay lại cái vấn đề chủ đề là trong đó là có cải tiến liên tục ha. Và trong đó một chủ đề lớn của năm nay mà Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ họ sẽ nói là liên quan đến ESG. Rồi thì ESG thì nó đơn giản lắm. Thì đó là những cái gì chúng ta cần phải làm để chúng ta có những cái tác động tốt hơn với môi trường. Ví dụ như là giảm khí thải, zero footprint, carbon footprint chẳng hạn. Rồi những cái tác động tốt đến xã hội. Ngày xưa chúng ta hay dùng cụm từ là CSA, là những hoạt động xã hội của doanh nghiệp, những hoạt động tích cực mà xã hội doanh nghiệp tác động lên xã hội. Thì bây giờ chúng ta trong ESG thì viết tắt phải chữ social thôi, ngắn gọn lại. Và cuối cùng thì là governance. Thì nếu mọi người đọc cái bài báo gần đây mà Trung với anh Trường có viết về governance, thì governance thì có thể hiểu một cách rộng ra một tí, thì nó không chỉ là cái quản trị doanh nghiệp đâu, mà nó là cái chính trị tổ chức. Cái governance nó khá là nhiều liên quan đến cái việc là từ hội đồng quản trị đến việc chúng ta kiểm tra, kiểm soát, giám sát chéo như thế nào, cổ đông như thế nào, các bên liên quan như thế nào. Thì được hiểu là gì? Ngày xưa chúng ta nói CSA, thì bây giờ rộng ra là ESG. Rồi, và nó cũng đi theo những cái xu hướng chung của thế giới thôi. Ví dụ như là những cái xu hướng về cắt giảm khí thải, về an toàn lao động. Thì bây giờ người ta bỏ vào trong những cái trụ cột của ESG. Đó, thì nói cách đơn giản cho mọi người hiểu như vậy. Mọi người thử hỏi chat GPT xem nó trả lời giống Trung không hay nó trả lời khác. Rồi, điểm thứ hai nữa là Lean Six Sigma thì nó liên quan gì cái chữ ESG này. ESG được hiểu là cái chúng ta sẽ hướng tới mọi người ha. Từ là chúng ta muốn có những cái sản phẩm nó tốt hơn với môi trường. Chúng ta có muốn có những cái động thái tốt hơn với xã hội chẳng hạn. Hay là về quản trị. Thì là cái chúng ta sẽ hướng tới, chúng đặt những mục tiêu hướng tới như vậy. Nhưng mà để làm nó thì chúng ta phải có những cái cách làm. Và Lean Six Sigma nói riêng và OE, Operational Excellence nói chung ấy, thì đó sẽ giúp cho chúng ta có cái mindset và chúng ta sẽ có những cái công cụ để chúng ta triển khai những cái mục tiêu bên trong của ESG. Và chúng nói ví dụ đơn giản mà là liên quan đến cái việc là an toàn lao động đi. Thì bây giờ nói làm sao an toàn lao động, làm sao để chúng ta không có tai nạn, zero accident ha. Thì như vậy chúng ta phải làm về Lean Six Sigma, chúng ta làm về OE. Rồi bây giờ chúng ta nói về tiết kiệm đi, zero defect trong cái chỗ environment, không có hàng lỗi chẳng hạn. Thì giờ làm sao thì chúng ta phải tăng cái sigma level lên thôi, tăng sigma level lên từ 1 đến 6 thì cái hàng lỗi giảm xuống.
đó. Và tiếp tục liên quan đến ví dụ như là tiết kiệm năng lượng chẳng hạn. Tiết kiệm năng lượng thì chúng ta phải giảm những cái lãng phí, giảm bớt những cái quy trình không cần thiết đi. Ta xem được chỗ nào mà tốn nhiều năng lượng, chẳng hạn tốn nhiều những cái tài nguyên của công ty chúng ta làm, thì cái đó là tinh gọn, rất là lean. Đó thì mọi người hiểu nó là Lean Six Sigma sẽ cho chúng ta những cái tư duy và những cái công cụ để chúng ta hướng tới ESG. Đó là cái concept chúng ta nên hiểu về những khái niệm này như vậy. Có nghĩa là kiểu là gì? Hô hào thì ok, ai cũng hô hào được. Nhưng mà để làm sao thì nó khó hơn. Đó thì nếu mà các anh chị có điều kiện á, anh chị nào có điều kiện á, thì có thể tham gia cái buổi hội thảo nó gọi là World Conference on Quality Tiền Improvement của ASQ, tổ chức vào ngày mùng 7 tháng 5 đến mùng 10 tháng 5 năm nay, tổ chức tại Philadelphia. Đó. Thì mọi người có thể tham dự để hiểu gì là những cái tập đoàn lớn nhất trên thế giới này, họ tập trung là họ chia sẻ là họ đang làm gì, trong từng cái chữ đó họ đang làm gì, họ dùng cái gì, họ chia sẻ cái gì. Đó thì đó là cái điểm rất hay của những hội thảo như vậy. Thì tất nhiên chúng ta nói thì hơi viễn tưởng một tí, kêu là giờ chúng ta khó khăn quá mà ESG cái gì, nhưng mà cũng hiểu là gì, một lúc nào đó thì các doanh nghiệp mình cũng phải hướng tới thôi. Có thể hôm nay chúng ta chưa, nhưng mà ngày mai, ngày mốt, năm sau chúng ta cũng hướng tới. Và chúng bổ sung thêm một chút nữa là thế này, có nghĩa là nhiều những cái tập đoàn đa quốc gia đó thì họ sẽ triển khai những cái chương trình ESG toàn cầu, toàn cầu nha, thì CEO họ cũng tham dự những cái buổi SQ thôi, thì họ sẽ học hỏi họ triển khai xuống, thì những cái quốc gia như Việt Nam, những cái chi nhánh ở Việt Nam, những công ty con Việt Nam thì họ cũng sẽ triển khai xuống thôi. Tất nhiên có thể mức độ nó nhỏ hơn thôi, nhưng mà bắt buộc rồi, hội sở kêu làm thì anh em phải làm thôi. Thì để hiểu nó thì chúng ta cũng cũng cần có những cái nhận thức, đầu tiên là nhận thức mindset, thứ hai là cái công cụ chúng ta làm, đó là hai cái để chúng ta đi theo được cái đường hướng của cái tổ chức, cái tập đoàn mình đưa ra. Đấy là cái phần trả lời của chung cho cái câu hỏi đầu tiên của Diễm. Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Thật ra cái hiện tại á, thì như anh cái giải thích rất là kỹ và cái góc nhìn từ chỗ Lean Six Sigma khi mà làm về ESG thì năm nay á, ở SQ thì họ cũng tổ chức hầu như là mỗi năm là tổ chức như vậy. Nhưng nếu các anh chị mà mình muốn tham dự cái SQ này á, thì mình cũng nên tìm hiểu kỹ thông tin, cũng như là mình nếu như cần hỗ trợ tư vấn thì cũng bên Job Partner cũng có hỗ trợ tư vấn để các anh chị mình có thể tham gia được cái hội thảo mà mang một cái tầm góc vóc quốc tế vậy ạ. Trong cái phần chia sẻ của anh Trung, anh cũng có nhắc đến một cái con chat GPT á. Dạo này nó là một cái trend ở trên các kênh mạng xã hội, cái social luôn á. Em thấy giống như là mọi người đều đang thử để cái con chat này nó trả lời như thế nào, và có những cái câu hỏi rất là hay, giống như là cũng có những câu hỏi rất là vui á. Thì nhưng mà quay trở lại thì nó cũng sẽ có một cái góc nhìn khác về khi mà các cái doanh nghiệp á, họ đang lo lắng là có một số cái ngành nghề họ sẽ bị gọi là bị triệt tiêu đi á, khi mà những cái con chat này nó đã phát triển mạnh hơn nữa. Vậy thì ở đứng ở trên một góc độ về chuyên gia về OI thì anh nhận thấy con chat GPT này nó là một cái cơ hội hay là cái thách thức cho doanh nghiệp ạ? Xem nó là một cái công cụ thôi, một công cụ người ta phát minh mới ra thì mình gắn vô đâu đó trong doanh nghiệp của mình được thì mình gắn, còn nếu mà mình gắn không được á, thì mình thử xem xét lại xem là đối thủ họ gắn được không. Tại vì khi mà ra đời công cụ á, thì nó sẽ giúp cho chúng ta làm tốt hơn, và tất nhiên là công cụ có thể phù hợp cho ngành này, có thể không phù hợp cho ngành kia đó. Thì cái chuyện là khi công cụ mới ra, cái năng suất lao động tăng lên là chuyện bình thường ha mọi người ha. Nên là chúng ta cứ nhìn nó góc độ tích cực thôi, đừng đừng cứ chửi nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ có tác động nhất định đến công việc của mình thôi. Đặc biệt là đối với những quốc gia mà cái việc sử dụng lao động nó mắc tiền á, thì có thể bây giờ họ chưa hoàn toàn họ chuyển qua hết xài những con AI như vậy đâu, họ vẫn dùng theo kiểu là thuê những người làm ở những quốc gia khác, ví dụ như là doanh nghiệp ở Mỹ họ thuê những doanh nghiệp thuê những người làm ở Ấn Độ, người làm Philippines, làm những công tác như là customer service, làm call center, làm những dịch vụ gì đó, những dịch vụ trái giờ, thì bây giờ họ vẫn thuê bình thường. Công nghệ giúp cho họ làm nhanh hơn chút xíu đó. Thì một ngày nào đó có thể là cái bạn này, bạn bot này bạn thay được, thì như vậy là cái việc là giảm chi phí này cho những doanh nghiệp đó rất là nhiều. Hiện tại thì anh Trung cũng đã giải thích rất là rõ, cũng như là cái đưa ra trong cái góc nhìn về một chuyên gia và OI cho cái phần chat GPT. Dạ vâng, thì cảm ơn anh Trung. Thì anh cũng có nói qua về cái chỗ mà về Lean Six Sigma á, thì riêng và chỉ riêng về phần Lean thôi á, thì hiện tại em thấy hầu như tất cả các doanh nghiệp á, thì họ đều đang triển khai, gọi là họ muốn đưa vào doanh nghiệp và gọi là để
để trở thành một cái văn hóa và trở thành để cho các anh chị trong doanh nghiệp luôn, từ các ban lãnh đạo đến đến các sự nhân sự ở phía dưới các nhân viên luôn á, thì vẫn muốn là có một cái mindset, một cái tư duy về Lean. Tuy nhiên thì thực tế khi mà đi triển khai cho các nhân sự từ trên xuống dưới như vậy á, họ gặp rất là nhiều khó khăn luôn. Thì trong cái quá trình mà anh đi tư vấn á, thì không biết là anh có thấy được cái điểm này, và để mà giải quyết được cái việc mà khi triển khai được trôi chảy hơn á, thì các doanh nghiệp mình cần lưu ý những cái điểm gì không anh ha? Thì khi mà triển khai về tinh gọn á, thì thực ra mà nói là doanh nghiệp nào cũng muốn tinh gọn cả. Mình nói đa phần những cái doanh nghiệp tư nhân đi thì dễ hiểu ha. Ông chủ nào cũng muốn mình doanh nghiệp mình sẽ từ từ mình tinh gọn lên. Đó. Nhưng mà cái thực tế với cái mong muốn thì nó sẽ có cái khác nhau. Thì đầu tiên mình nói đặc độ là cái tư duy đã. Thì khi mà nói về tư duy á, thì ban lãnh đạo phải có cái tư duy rất là rõ khi chúng ta muốn doanh nghiệp mình trở nên tinh gọn hơn, thì cái đó nó không phải là một cái việc mà làm nhanh được, có thể không làm trong vài tháng đâu, mà nó phải kéo dài rất là lâu. Và khi mà chúng ta làm tinh gọn như vậy á, thì nó kèm theo rất là nhiều cái điều nó sẽ phải đổi ra thay đổi. Ví dụ như cái nói về văn hóa doanh nghiệp và bản thân một số những cái thói quen của những cái ban lãnh đạo doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp cũng phải thay đổi từ từ, thì doanh nghiệp của mình mới hướng đi theo cái hướng mà nó tinh gọn hơn được. Giống như mình nói đơn giản thế này thôi, là bây giờ chúng ta muốn chuyển đổi số chẳng hạn, giúp cho mọi người việc nó nhanh gọn hơn đi, nhưng mà chuyển đổi số bên dưới thôi, nhưng mà lên tới cấp bên trên á vẫn bắt in giấy ra, ký tá, ký nháy các thể loại á, thì như vậy rõ ràng là gì, cái việc triển khai mà chuyển đổi số hay là tinh gọn gì đó nó chỉ được phần phần bên dưới, bên trên nó chưa được thì nó vẫn tắc, nó vẫn gây lãng phí. Đó điểm thứ nhất. Điểm thứ hai á là khi chúng ta nói đến làm lean, làm tinh gọn, làm lean six sigma gì đó, thì ngoài cái sau khi thông tư duy rồi, thông ý chí rồi, thì nó sẽ cần những cái kỹ thuật, nó sẽ cần những cái công cụ để cho mọi người làm, và những cái việc đó thì cần phải đào tạo cho cán bộ nhân viên, chứ không phải tự nhiên họ họ kêu họ đi làm một cái tinh gọn đi họ làm được. Thì cùng lắm mình kêu làm tinh gọn đi thì họ đem cái quy trình ra, họ 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 vẽ lại chút cho nó tinh gọn thôi, nhưng mà nó đâu phải mỗi quy trình, nó còn khá là nhiều thứ, đặc biệt luôn cả là những cái sự thay đổi nhỏ trong trong kinh doanh á, thì cái khi mà cán bộ họ họ biết làm á, thì họ thay đổi rất là nhanh, ứng biến rất là nhanh. Rồi thứ hai nữa là khi mà nói đến về áp dụng cho cái tổ chức á, thì nó khác khi mà mình làm ở một hai người, hoặc là áp dụng một cái quy mô nhỏ ở khi tổ chức á, thì mình muốn làm một cái dự án thì mình cần có được đội ngũ, cần có team làm với nhau, chứ một anh bạn vô giỏi thế nào vô solo cũng tăng à, sẽ gặp cản trở rất là nhiều. Thì khi mà trong trong Lean Six Sigma thì họ đã phải bao gồm luôn một cái những cái bộ công cụ liên quan đến quản trị thay đổi là vậy. Bạn cứ hình dung rất đơn giản thôi. Một người nào đó chạy vô công ty rồi kêu anh em mình thay đổi đi, ta làm tinh gọn đi, ngon đi, chứ chắc là cái người đó được được hậu thuẫn đâu. Và trong cái quá trình mà doanh nghiệp họ chuyển đổi ấy, thì cái giai đoạn đầu tiên luôn luôn là giai đoạn họ kháng cự rất là nhiều. Trong lý thuyết mà họ biết sẵn cho anh chị một bộ công cụ để chuẩn bị tất cả cái tình huống đó, thì khi vậy cái sự chuyển chuyển động nó mới mượt mà được. Thứ hai là những cái cách mà chúng ta làm hiện giờ, rất nhiều doanh nghiệp họ vẫn đã làm trong doanh nghiệp rồi, nhưng mà họ chưa biết cái tên của những cái món là gì, có những cái gì họ có thể áp dụng. Thì cơ bản là gì, khi mà chúng ta xà áp dụng Lean Six Sigma, nó là một loạt những cái thứ có tên, có tuổi, có hướng dẫn để cho mọi người làm với nhau. Và chúng nói một cái ví dụ cho mọi người hiểu thôi, từ ngày xưa mà chúng làm ngân hàng á, thì làm việc với rất là nhiều chi nhánh, rất nhiều đơn vị ha, thì có rất nhiều những cái form biểu mẫu á, và mình đưa cho họ, họ điền sai hết trơn à, điền sai điền thiếu tùm lum hết, thì nó gây ra rất là khó khăn khi collect lại file đó xong lại ngồi rà, thế là ai điền thiếu điền sai gì đó mình kêu nó điền lại, mất thời gian lắm. Thì như vậy là gì, hiểu là gì, thì bây giờ nếu mà chúng ta hiện đại hơn, chúng ta có cách chúng ta làm trên Google Form ví dụ vậy nha, ngày xưa thì chưa có hiện đại như vậy, đơn giản là mình cài một số những cái hàm, một số cái hàm Excel thôi, để cho điền sai biết liền, điền thiếu biết liền hiện ra đó, người ta không hoàn tất được cái file đó khi mà họ chưa điền đủ thông tin cho mình thôi. Thì như vậy trong Lean nó gọi là Pukazuke đó. Thì như vậy á, thì cái bạn làm Lean level đầu á, thì họ chỉ cần tài một hai công cụ thôi, ví dụ như là họ làm Pukazuke là đỡ rất nhiều rồi đó. Thứ hai, hoặc là họ chỉ làm một cái việc là làm lại cái flow chart cho nó ngon hơn thôi, là cũng là khá là tốt cho doanh nghiệp rồi. Hoặc là ngồi phân tích những cái chính cái lãng phí của doanh nghiệp. Thì như vậy nó là được được hiểu là gì, khi mà có những cái đồ chơi với nhau á, thì anh em vẫn có thể ngồi chơi với nhau, nói hiểu nhau và cùng làm với nhau, thì như vậy là nó thể giải quyết được
hai cấp độ ha. Cấp độ bên trên thì chúng nói là cấp độ tư duy của lãnh đạo. Cấp độ thứ hai là tư duy lãnh đạo thông xong thì là cái kiến thức, cái công cụ cho mọi người làm với nhau. Đó. Thì như vậy thì này, mọi người nói giống nhau, làm giống nhau, không có hô hào nữa, nó mới ra được việc. Và cuối cùng là thì khi mà áp dụng những cái thay đổi như vậy ấy, thì doanh nghiệp cũng cần lưu ý là sẽ kèm theo những cái phần thưởng nhất định cho mọi người, đúng không ạ? Chúng ta đã bị làm việc bình thường rồi, chúng ta phải tiếp tục có idea cho doanh nghiệp để chúng ta tinh gọn hơn, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, thì quay ngược lại là những cái người như vậy là sẽ được phần thưởng gì khi họ có những cái sáng kiến như vậy. Thì đó những cái mà nó rất khá là cơ bản thôi, nhưng mà trong thực tế nó vẫn vẫn đang vướng, và cũng không chỉ một hai doanh nghiệp, nó rất là nhiều. Doanh nghiệp lớn thì có cái nỗi khổ của doanh nghiệp lớn bự quá, doanh nghiệp nhỏ thì có nỗi khổ doanh nghiệp nhỏ ít người quá. Một số doanh nghiệp có thể doanh thu đến vài trăm tỷ, cũng vài trăm tỷ, nhưng mà doanh nghiệp gia đình có một hai người, một hai người lãnh đạo mà, thì khi họ muốn triển khai cái những cái chương trình như là về tinh gọn lên sigma mà họ không đủ người, ví dụ con nhỏ quá chưa học được nè. Còn những người khác thì đa phần họ làm thuê, thì họ gánh thêm công việc, cứ bắt họ đi học thêm mà họ không đi. Thì đó những cái khó khăn trong thực tế, nên là khó để có một cái câu trả lời rõ ràng cho từng doanh nghiệp cả. Nhưng mà cái lộ trình thì nó sẽ đi như nãy giờ chúng nói, tư duy, công cụ và có những cái phần thưởng cho những người tham gia, thì chúng ta sẽ đâu đó chúng ta sẽ giải quyết được những cái vấn đề mà doanh nghiệp chúng ta thường gặp khi mà chúng ta áp dụng về triển khai về Lean. Dạ vâng, cảm ơn anh Trung. Các anh chị mình lưu ý ha, tùy theo doanh nghiệp mà mình cũng sẽ đưa ra những giải pháp cho phù hợp. Tuy nhiên thì cơ bản thì mình cũng sẽ xoay quanh về các phần về tư duy, triển khai về tư duy về lãnh đạo, tư duy về nhân cái nhân sự bên dưới. Sau đó thì mình trang bị những cái công cụ khi khi mà mình triển khai các dự án về cải tiến này hoặc là những cái dự án về link. Rồi sau đó thì mình sẽ có những cái phần thưởng xứng đáng cho những cái mình đạt được những cái thành quả. Thank you.